Đêm đã khuya nhưng các bạn trẻ vẫn chưa muốn ngủ vì họ còn nhiều điều muốn chia sẻ cùng nhau. Ok. Chơi nói thật đi. Ừ đấy. Điều hạnh phúc nhất của cuộc đời bạn đến thời điểm này. Hay quá mọi người ơi. Sao đấy? Điều hạnh phúc nhất của em chắc là về phía gia đình. Hạnh phúc nhất chắc là cái lần mà em thi đậu đại học, tại vì em thi mất hết 2 lần. Còn hối hận nhất thì cũng là về gia đình luôn, đó là em hối hận, rất là hối hận với chị dâu của em. Thật ra khi mà mọi người hỏi là điều hối hận nhất là em đã nghĩ tới cái này rồi. Em nghĩ tới từ lúc đầu tiên, lúc mà mọi người hỏi câu đó rồi. Là chị dâu em thì quen anh hai em á, là có lâu lắm luôn á, chắc cũng hơn 10 năm á, nhưng mới cưới thì có 3 năm à. Và trước là em làm một cái nguyên nhân rất là lớn để cho hai người không có tới được với nhau. Cực kỳ hối hận. Nếu mà thời gian mà quay lại, chắc chắn em sẽ không làm vậy, để cho hai người có thể tới được với nhau sớm hơn. Xong rồi hai người cũng phải yêu xa này nọ cũng 6-7 năm gì đó, xong rồi cũng cùng mới cưới. Em chưa bao giờ nói xin lỗi chị dâu em hết á. Lúc đó em nhớ là chị dâu em là làm mọi cách để gần em hơn. Giống như là trên trường thì em có thi thố gì đó hay là gì, chị dâu cũng tới, cũng cổ vũ, cũng động viên. Em đứng sân khấu, chị dâu đứng dưới. Mà em xuống nha, thấy chị dâu cầm hoa, cầm này nọ, em đi luôn. Không, lúc đó em là học lớp 8, lớp 9 gì đó, bướng lắm, bướng cực kỳ luôn, lớp 8, lớp 9 gì đó. Em đi luôn, để chị đứng vậy. Với mấy lần chị dâu tới nhà thì em cư xử rất là kỳ cục này kia nọ. Xong lúc mà quyết chị lúc em lớn hơn chút, năm học năm 2 gì đó, thì chị dâu em nói là cưới anh. Thì không ngờ đó, chắc là người chị dâu duy nhất trên đời có thể làm cái điều đó, là lúc đó chị ở bên Đức. Chị ở bên Đức, chị gọi về cho em. Chị nói là cả nhà đồng ý hết rồi. Em thấy sao? Cả nhà em đồng ý hết rồi, còn có mình em. Thì lúc đó là lớn rồi, năm 2, năm 3 thì mình cũng biết suy nghĩ rồi. Em nói là trời, em nghĩ là chị không cần phải hỏi em câu này nữa, thật sự luôn. Chị không cần phải hỏi nữa. Mà không ngờ chị gọi về chị hỏi vậy. Bây giờ thì hai chị em cũng ít gặp nhau, tại chị ở bên đó thì cũng lâu lâu mới về một lần. Nhưng mà em gặp em vẫn rất thấy ngại luôn á, ngại lắm. Về thì hai chị em vẫn ăn uống bên này kia với nhau, nhưng mà ngại kinh khủng luôn. Mà em chưa bao giờ nói là cái ngày xưa em rất là có lỗi với chị. Nhưng mà lúc mà em biết yêu á nha, thì em mới hiểu được cảm giác của chị dâu mình. Là mình tới nhà bạn trai mình đi với bạn trai xong mình bị những người khác đối xử lại vậy á, mà cũng nhẹ nhàng thôi, không tới mức mình hồi xưa mình bị đối xử lại, mình cảm giác như nào. Ôi trời, sao hồi xưa mình lại có thể làm ra những cái chuyện đó, để cho cái khoảng cách của hai người nó xa tới thời gian lâu như vậy. Từ nghiệp đó. Người ta bảo giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Nên là em thấy cái sự mà tới được với hai vợ chồng, mà chị dâu em với anh hai em mà tới được với nhau là một niềm an ủi rất lớn với em luôn á. Thì Thảo là một người bạn mà trước đây cũng đã từng học, hai anh em cũng đã từng học chung một cái sân khấu rồi. Nhưng mà Thảo là một người rất là ít nói. Và ngày hôm nay Tuấn Anh quay với Thảo thì có nghe một đoạn về những cái suy nghĩ của bạn. Thì Tuấn Anh nghĩ Thảo là một người sống rất là tình cảm và nội tâm. Thời điểm hạnh phúc nhất mà anh đã từng có, đó là thời điểm lúc anh bước lên sân khấu và chờ đón vợ anh lên sân khấu. Anh đã từng. Anh cưới năm 2014, được 3 năm. Mà anh ly dị 2017. Thật sự là mình không muốn che giấu bất cứ cái gì về bản thân mình. Mình cũng muốn là mọi người có, tại vì cái việc mà mình đã từng lập gia đình, mình đã từng có vợ, thì mình nghĩ là nếu mà
mình muốn tiến đến cô gái, tiến đến với cô gái nào thì cô gái đấy cũng nên được biết sớm. Lúc mà anh Long chia sẻ là anh từng có vợ rồi, ly dị rồi thì mình khá là bất ngờ lắm. Tại vì lúc mà nói chuyện, lúc chơi đùa thì anh giống như là còn rất là vui vẻ và rất là hướng ngoại và chưa có muốn yên bề gia thất, chưa có muốn ổn định lắm. Nhưng mà nếu như mà anh đã có một đời vợ rồi thì chắc là cái suy nghĩ nó không con nít đâu. Nó cũng sẽ có rất là nhiều cung bậc khác nhau. Và sau này, những ngày sau nếu mà có thời gian tìm hiểu hơn thì có thể từ cái việc mình biết đó mà mình sẽ hiểu anh hơn một chút. Nếu mà cô gái nào cảm thấy đó là một cái chướng ngại để phát triển tình cảm với mình thì mình cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng mà cái đó thì để cho tùy ở các bạn tự quyết định. Điều hạnh phúc nhất của Nhân là hiện tại là mẹ Nhân vẫn còn khỏe mạnh. Tại vì mẹ Nhân bệnh rất là nặng, rất là nhiều bệnh, từ bệnh khớp cho đến bệnh phổi. Thì mẹ bệnh rất là nặng. Thì hiện tại là năm ngoái là mẹ chúng mình là nghĩ là lúc đó là không qua khỏi á. Nhưng mà mọi thứ ok. Thì điều hạnh phúc nhất của anh á là về gia đình. Anh đặt lúc nào con người của anh á, lúc nào cũng đặt gia đình lên là đầu á. Và anh chỉ cần mỗi ngày anh nhìn mẹ anh cười nha, xong rồi gọi cho anh. Đó là điều hạnh phúc nhất cái cuộc đời anh. Tại vì anh rất là sợ. Sợ một điều là kiểu như là mình đi làm xa, mình không có gần ba mẹ, không có gần gia đình mình á. Thì một ngày nào đó mà mình hay tin mà có chuyện gì một cái là rất là buồn. Đó, cho nên là anh chỉ cần thấy mẹ anh là gọi cho anh mỗi ngày và sống khỏe mỗi ngày được. Anh rất là quý Nhân, tại vì lúc đầu nghe Nhân nói là anh rất là quý. Tại vì hai anh em chắc là cùng đồng cảm với nhau. Thì em chỉ có một mình mẹ thôi. Anh cũng vậy mà, ba anh mất rồi. Anh không còn. Anh chỉ còn mẹ thôi. Và đó là cái điều mà anh sợ chứ. Hạnh phúc nhất và sợ nhất. Còn đối với cái điều mà anh cảm thấy đau khổ nhất hả? Khổ nhất thì hối hận nhất hả? Hối hận nhất á thì là cái chuyện mà cái nghề của anh ấy thì mọi người cũng biết là diễn viên rồi. Thì anh rất là yêu bạn gái của anh cực kỳ yêu. Phải nói là cực kỳ yêu và bạn gái của anh cũng vậy. Nhưng mà chỉ duy nhất một điều là bạn gái không chấp nhận anh làm cái nghề này nữa. Và chia tay với anh. Mà anh thì anh không thể bỏ nghề được. Thế là hai người không có tiếng nói chung. Vậy thôi. Đó là cái điều mà anh buồn nhất. Anh thật ra anh không có trách cái người bạn gái của anh. Anh chỉ muốn nói một điều là nếu mà chúng ta thật sự yêu nhau á thì mỗi người hãy thông cảm cho nhau một cái thôi. Cả hai cùng thông cảm cho nhau là cái tình yêu của mình nó sẽ hạnh phúc hơn. Hạnh phúc nhất của em là cho tới thời điểm này thì em có thể tự lo cho bản thân em, với lại em có điều kiện để em bắt đầu đi học. Em bắt đầu đi học đại học. Tự lo cái việc học, tự lo cái việc sinh hoạt cuộc sống của em luôn đúng không? Dạ. Mới 20 tuổi. Thế là quá giỏi rồi. Hồi 20 tuổi anh, hồi anh bằng tuổi anh còn chưa biết nấu cái gì cả. Brad, yêu Brad hạnh phúc nhất. Đó là cái điều hạnh phúc nhất đến với cả Brad. Hạnh phúc nhất của Brad. Brad một Brad với cho là mỗi ngày hạnh phúc. Nhưng mà quãng quang năm năm trước, Fred đã muốn chết, đã muốn chết. Tại vì khi Fred năm trước là Fred sống ở Myanmar. Khi sống Myanmar, Fred là quang kia, cái này hiện tiền biệt là gì? Cheating. Cheating.
20 tiền mặc lỗi. Mặc lỗi nhân viên chít tình. Khi bữa đó mặc tiền 20 tiền bạn gái cũng nói là bạn gái cũng muốn chia tay. Cho nên bữa đó là bữa đó chắc chắn đó kia là cảm thấy khổ. Vừa mất tiền vừa mất người yêu. Cho nên bữa đó là muốn về nhưng mà bạn bữa đó nói là tên bên nào thế nào. Cho nên khi bữa đó tên bên nào bữa đó là bữa lắm tại vì bữa đó cảm thấy là bữa đó lúc trước là mẹ mà là khổ lắm nhưng mà khi lên bên nào là đẹp quá. Cho nên bữa đó nhận energy mới. Kết quả ham phun nhớ là như vậy. Nếu bữa đó không đến Việt Nam Hồ Chí Minh tại vì bữa đó là không sống nổi. Chắc là ok. Đến lượt diễm á. Hạnh phúc à? Hạnh phúc thì mình hạnh phúc nhiều lắm. Nhưng mà có cái mình hối hận nhất là hồi xưa mình chia tay một người. Lúc đấy là vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng mà do là mình suy nghĩ hơi nông cạn. Nên là mình chia tay. Thì đến bây giờ mình vẫn còn hối hận. Nhưng mà bây giờ thì cảm thấy là người ta hạnh phúc rồi cho nên là mình vui. Thì hai gia đình, thứ nhất là do mình còn trẻ quá, mình còn nhỏ quá cho nên là mình hơi nông cạn, mình còn ham vui. Với lại gia đình không có ủng hộ cho nên là chia tay. Vậy thôi. Còn hạnh phúc thì mình hạnh phúc nhiều lắm. Không nhớ hết được. Em mà nói về hạnh phúc nhất thì chắc là được ba mẹ em cho em được ra Đà Nẵng học. Là từ đó ra bắt đầu đi học là mới bắt đầu biết làm từng thứ, nấu ăn, giặt giũ hoặc là mới biết con người mình là nó thay đổi tới mức độ nào. Và sau khi học xong thì cũng em cũng là tự đi làm và tự phát triển đến bây giờ. Thì em không nghĩ là đến bây giờ thì em sẽ là một cái quản lý của một cái chuỗi thời trang nó như vậy. Nói chung là em cảm giác là mình nó đã rất rất là thành công và em cảm giác mình rất là hạnh phúc vì mình đã tự học và tự vươn lên, không ai giúp đỡ hoặc là gì hết. Và em rất là biết ơn ba mẹ em vì lúc đó đã cho em ra ngoài đó học và khi em tự phát triển. Còn về hối hận thì chắc chỉ có hối hận nhất trong một cái mối tình mà lâu nhất của em. Trong khoảng thời gian đó thì em đi học thì anh đó là đi làm rồi nhưng mà kiểu cũng không hợp và với lại em thật ra em bên đạo. Nên là gia đình của anh đó không cho học đạo. Nên là sau thời gian quen gần 4 năm thì chia tay. Nói chung là cái người đó là mang lại cho em cái cảm giác mà em rất là yêu họ. Và đến bây giờ thì em vẫn chưa có cái cảm giác mà như lúc mà em quen anh đó. Thực sự đến bây giờ luôn. Cả mấy năm nhưng mà chưa có ai mà mang lại cho em cái cảm giác như thế đó. Nhưng mà hối hận thì nó chắc không phải là do hối hận đâu, chắc là do thấy chưa có duyên, chưa tới cái độ mà mình phải cưới nhau nên là không thể ân nhau được. Hiện bây giờ thì người ta có vợ rồi. Em cũng như vậy nên thôi mình cứ tập trung vào công việc. Nói chung thì em chỉ có tập trung vào công việc là chủ yếu thôi nên là nhiều khi quen ai mà muốn hẹn hò mà ai mà
hiểu, nếu mà hiểu được công việc của em thì tốt. Vì thực ra thời gian công việc của em làm khá là nhiều, nên là thời gian mà dành cho người yêu thì nó cũng hạn chế, nên là cũng khó có người yêu. Tình yêu trong mình ấy, nó không bao giờ nó mất đi cả. Nó sẽ nấp ở một chỗ nào đấy, rồi đến khi nào mình gặp được người phù hợp thì tự nhiên nó sẽ lại như ngày xưa. Mình thấy anh Lâm có một điểm gì đó khá là giống với mình, nên là mình mong muốn được nói chuyện và tìm hiểu anh Long nhiều hơn một chút. Để vì ở anh Long mình cảm giác có một cái gì đó nó chân thành, nó thật một xíu. Mình sẽ tìm hiểu Vi trước, bởi vì theo như cảm nhận của mình thì Vi là cái, những cái chia sẻ của Vi về cái quan điểm trong tình yêu cũng như là về công việc, nghề nghiệp hay là sự nghiệp gì đó, thì những cái chia sẻ của Vi chính là những cái mà mình đang muốn tìm kiếm ở một người phụ nữ. Hiện tại thì mình nghĩ cặp đôi có thể hợp với nhau nhất có thể là Vi và Long. Mình có cảm giác gì đó, mình không biết, hình như là Long có ấn tượng tốt nhất với Vi hay sao á, mà mình có cảm giác vậy.